Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình mới mua được cái bộ khung chuyển đổi nắp ráp từ cái khoan cầm tay sang khoan bàn. Đây, tiện mình quay video cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mở hộp ra. Đây là toàn bộ cái bộ phận khung để chúng ta nắp ráp. Đây là bộ phận nắp cái khoan vào đây. Đây là cái bộ phận thân. Và đây chính là tay cầm để chúng ta kéo lên kéo xuống để đẩy cái khoan lên xuống. Và đây chính là cái trục dẫn động, trục thẳng đứng. Đây là cái đế khoan. Đấy. Và những cái phụ kiện khác như các bạn đã nhìn thấy. Sau đây thì mình sẽ bắt đầu tiến hành nắp vào. Mình sẽ nắp cái trục dẫn động thẳng đứng này vào cái phần thân này. Đây, mình sẽ nắp vào như thế này. Sau khi đã nắp ráp xong trục vào thân, mình sẽ cắm cái trục này vào cái phần đế này. Đây là phần đế khoan. Sau đó mình sẽ siết chặt những con ốc lại. Trước tiên thì mình sẽ siết chặt con ốc ở phần đế này lại trước đã, nhằm mục đích cố định lại. Sau khi đã siết chặt ốc phần đế xong, mình sẽ nắp cái phần tay này. Đây là tay kéo lên xuống để cho cái trục này nó chuyển động lên xuống này. Đấy, thì mình sẽ nắp cái phần con ốc này vào nó tạm thời thôi. Lát nữa mình sẽ vặn chặt sau. Sau đó là sẽ nắp cái phần thanh đỡ của cái tay cầm này. Đây, thì người ta kèm cho các bạn theo một con ốc. Đấy, thì các bạn sẽ nắp vào như thế này. Cái phần con ốc này các bạn chú ý là siết tầm vừa phải thôi, để cho nó có một cái độ dơ một chút. Khi chúng ta cầm cái tay chúng ta kéo lên kéo xuống, nó được chuyển động dễ dàng hơn. Đấy, như vậy. Sau khi mình đã nắp được những cái bộ phận như thế này rồi. Đây. Bước tiếp theo đó chính là nắp cái phần máy khoan. Ở đây người ta kèm cho các bạn một cái nhựa ở bên trên này. Các bạn nắp lại, nó ok. Khi bán cái bộ sản phẩm này, người ta sẽ kèm cho các bạn các cái phần đầu đệm để nắp vừa các kích cỡ được của đầu máy khoan, giống như máy phay hoặc là máy khoan cầm tay các thứ. Đấy, thì mình sẽ nắp cái máy khoan cầm tay này vào. Đây, mình sẽ đệm cái đệm này vào. Đấy, vào cái phần vị trí kia. Sau đó mình sẽ nắp cái khoan vào đây. Sau khi đã nắp xong khoan cầm tay vào cái khung này như thế này rồi, bước tiếp theo đó chính là nắp mũi khoan và căn chỉnh độ cao, độ dày của vật cần khoan. Bây giờ mình sẽ lấy cái mũi khoan mình nắp vào và căn chỉnh cho các bạn xem. Mình sẽ lấy tạm cái mũi khoan tháp này. Các bạn có thể sử dụng những cái mũi khoan khác nhau. Thì link để mua những cái sản phẩm như thế này mình sẽ để phần mô tả trong video. Các bạn nào cần quan tâm vào mua thì hãy vào phần mô tả để xem chi tiết hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành nắp cái mũi khoan này vào đây và căn chỉnh cho các bạn xem. Đây là cái độ cao. Khi các bạn căn chỉnh thì các bạn cứ nâng lên như thế này. Sau đó là các bạn siết chặt con ốc này lại. Đây, ví dụ các bạn cần khoan cái độ dày bao nhiêu thì các bạn cứ nâng lên. Sau đó là siết chặt cái con ốc chỗ phần vị trí này. Đó, các bạn nhớ là siết thật chặt vào nhá. Đấy, và các bạn chỉnh cái mũi khoan ở đúng tâm, sau đó là siết chặt. Đấy.
Đấy, sau khi mình đã siết chặt xong thì mình kéo cái tay cầm xuống thì nó sẽ được như thế này. Đấy. Vậy là chúng ta đã có thể khoan được rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ khoan thử cho các bạn xem. Cái vị trí này là cái đệm để cho nó giữ thôi. Cái này cũng không quan trọng lắm. Đấy, ở đây có cái phần thước căn chỉnh. Cái này nó có thể khoan được cái độ sâu là 60 mm. Đấy, từ 0 cho tới 60 mm. Đây là thước cho chúng ta căn chỉnh và cần khoan thôi. Bây giờ mình sẽ bóp cò và khoan thử cho các bạn xem. Mình lấy cái mảnh gỗ mình khoan thử cho các bạn xem. Các bạn có thể khoan sắt hoặc là khoan bất kỳ những cái vật liệu gì khác cũng được. Cái này nó khá là tiện dành cho những người mà thích chế cháo công cụ như mình sử dụng. Đấy. Bạn nào mà thích chế cháo thì mua cái bộ khoan bàn này sử dụng cũng khá là ổn luôn. Và nó khá là tiện luôn các bạn trong công việc khoan cũng như là cắt. Đấy. Các bạn thấy này, khoan khá là ngọt luôn do cái mũi khoan nó khá là sắc. Đấy. Mình mua cái bộ chuyển đổi này thì cũng nhằm mục đích là chế cháo sản phẩm cho các bạn xem. Đấy, ở những video sắp tới. Mình thấy cái bộ này nó cũng khá là tiện và dễ sử dụng. Nó khá là cần thiết trong cuộc sống cũng như là trong mọi công việc sử dụng. Đấy. Ở đây là cái phần tay cò này, mình nó có cái chốt khóa này, mình chỉ việc bóp trở lại là sẽ tắt được cái máy khoan này. Nó sẽ nhả ra và tắt máy. Đấy. Với cái bộ công cụ này, mình nghĩ nó khá là thích hợp dành cho anh em nào là phần cơ khí hoặc là chế tạo những cái thiết bị nhỏ như mình. Thì mua cái bộ khung này và lắp những cái con khoan bàn này vào và khoan thì nó cũng khá là tiện. Đấy. Lắp ráp thì nó cũng quá là dễ luôn. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã đón xem video này của mình. Các bạn thấy hay thì chia sẻ cho bạn bè. Đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.